chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong số mới nhất của Nhà đẹp Mắt Hôm. Công trình mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị là một công trình nhà mái bằng với một trệt và hai lầu của gia đình anh Đăng tại Đồng Nai. Đây là một công trình mà Mắt Hôm đã bỏ ra rất là nhiều tâm huyết, và theo chia sẻ của gia chủ thì sau khi nhận được hồ sơ, anh và gia đình khá là hài lòng. Thế nên hôm nay chúng tôi quyết định review ngôi nhà này để quý vị cùng chiêm ngưỡng. Lời nói đầu tiên rất là cảm ơn anh và gia đình vì đã tin tưởng và lựa chọn Mắt Hôm. Ngoài hai kênh YouTube Mắt Hôm và Nhà đẹp Mắt Hôm thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang fanpage Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắt Hôm để chúng ta có thể chiêm ngưỡng thêm những mẫu nhà đẹp, cập nhật những xu hướng mới trong thiết kế và thi công nhà ở, cũng như là để không bỏ lỡ các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Mắt Hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôm luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôm, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Đây chính là ngôi nhà của gia đình anh Đăng tại Đồng Nai. Ấn tượng đầu tiên mà ngôi nhà mang lại chính là sự độc đáo, phá cách và vô cùng cá tính. Ngôi nhà này mang đến cho chúng ta cảm giác như đã được xếp đặt từ những khối hình hộp với những kích thước khác nhau. Cũng là từng đó những nguyên liệu như là gạch cát, xi măng vân vân, nhưng với tính thẩm mỹ qua yêu cầu của gia chủ cũng như là sự sáng tạo của đội ngũ kiến trúc sư đã giúp ngôi nhà trở nên có dấu ấn khác biệt và độc đáo hơn. Công trình này hiện lên với sắc trắng mang đến vẻ thời thượng, cùng với khả năng bắt ánh sáng tốt, màu sắc này đã giúp tổng thể công trình trở nên vô cùng nổi bật. Ngoài màu trắng thì chúng tôi còn tư vấn cho gia chủ sử dụng thêm màu ghi đậm ở một số diện tường, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Đây là mặt trước của ngôi nhà với kích thước là 6m, một kích thước thường thấy của những ngôi nhà lô vốn. Công trình này tọa lạc ở một vị trí cũng khá là đẹp, với hai mặt tiền đường. Điều này sẽ mang đến tầm nhìn đẹp cho gia chủ và các thành viên trong gia đình, cũng như là thuận tiện trong quá trình di chuyển. Cửa chính, cửa đi và hệ thống cửa sổ của ngôi nhà sử dụng chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Có lẽ không có chất liệu nào phù hợp hơn nhôm kính ở công trình này, bởi nhôm kính là vật liệu tiên tiến, đại diện cho nét đẹp hiện đại. Mặc dù bản chất của gỗ tự nhiên cũng rất là sang trọng, nhưng nếu thay vào đây chất liệu gỗ tự nhiên thì ngôi nhà sẽ đánh mất đi sự ăn nhập vốn có của mình. Cổng của ngôi nhà được làm từ sắt nan gỗ, còn tường rào là sự kết hợp giữa bê tông và gạch bông gió, vừa mang đến cảm giác chắc chắn vừa tạo ra được độ thông thoáng nhất định cho tổng thể công trình. Còn đây là góc nhìn từ trên xuống. Ở góc độ này thì chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được nét đẹp cá tính của công trình. Nó không phải chỉ là những mảng tường chạy dài thô kệch mà được tính toán cắt xẻ rất là rõ ràng, mang đến nét đẹp chung cho toàn bộ công trình. Và cũng tại góc độ này thì chúng ta có thể thấy được ngôi nhà có đến hai khoảng sân rất là rộng rãi. Đây sẽ là nơi sinh hoạt ngoài trời của cả gia đình, đồng thời có thể tận dụng để làm sân phơi, nơi trồng rau xanh và đặc biệt rất là phù hợp với những gia chủ có thú vui chơi cây kiểng hoặc là bonsai. Một lần nữa khi nhìn vào tổng thể công trình, chúng ta có thể thấy được sự ăn nhập rất cao ở các mặt, thấy được nét đẹp trẻ trung và sự phóng khoáng. Ai bảo là nhà mái bằng thì không sang trọng đúng không ạ? Công trình này thì có kích thước chiều ngang là 6m và chiều sâu là 15,55m. Diện tích sử dụng của công trình nếu tính cả sân thượng thì rơi vào khoảng 267m2. Với một ngôi nhà mà phần ngoại thất thu hút như vậy thì chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là nóng lòng muốn biết được bên trong thì công năng được bố trí như thế nào. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Từng trệt ngôi nhà gồm có phòng khách, phòng bếp kết hợp với phòng ăn, một nhà vệ sinh, phía sau là một gara ô tô. Lầu 1 thì gồm có 3 phòng ngủ master. Lầu 2 thì gồm một phòng tập thể dục, một nhà vệ sinh, khu giặt phơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua chi tiết từng tầng. Tại tầng trệt, từ vị trí sảnh chính rộng 8,2m2 bước vào chính là không gian phòng khách.
Phòng khách có diện tích 24.5m2. Đây là khu vực khi đưa vào sử dụng thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ có view đẹp nhất nhì ngôi nhà. Đầu tiên thì phòng khách có tầm nhìn hướng ra khu vực phía trước. Trong khi đó thì cửa sổ phòng khách lại hướng ra hồ cát cảnh bên hông của ngôi nhà. Đây chắc chắn sẽ là một nơi rất là lý tưởng khi đón tiếp khách đến chơi, cũng như là phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của các thành viên trong gia đình và sum họp mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ khu vực phòng khách di chuyển vào bên trong là khu vực tích hợp bếp và phòng ăn với nhiệm vụ là cung cấp bữa ăn cho cả gia đình. Đồng thời thì đây cũng là phòng chức năng quan trọng bậc nhất của ngôi nhà. Phòng bếp và phòng ăn thì có diện tích là 24.4m2. Ở đây chúng tôi đã thiết kế 3 khu vực cụ thể, nơi đặt bàn ăn, nơi đặt bàn đảo và cuối cùng là một hệ tủ bếp hình chữ L. Về cơ bản thì đây là cách bố trí hợp lý, đảm bảo mang đến không gian nấu nướng tiện nghi và khoa học. Một điểm cộng nữa trong việc thiết kế ngôi nhà này chính là khu vực cầu thang. Để tăng thêm tính thẩm mỹ và tối ưu hóa không gian thì chúng tôi đã thiết kế tận dụng gầm cầu thang để bố trí tiểu cảnh và đặt gần đó một bộ bàn ghế nhỏ để có thể đánh cờ và thưởng trà. Với thiết kế thông minh, cây đây thì gầm cầu thang có thể được tận dụng để làm giá sách, làm kho lưu trữ, nhà của thú cưng hoặc là một nhà vệ sinh chung nho nhỏ. Dưới bàn tay thiết kế, nơi được ví như là không gian chết của ngôi nhà đã trở nên vô cùng tiện dụng. Tầng trệt được thiết kế một nhà vệ sinh nhỏ gọn với diện tích là 2.3m2. Từ đây thì có một cửa đi dẫn ra khu vực gara ô tô phía sau nhà. Gara này thì có diện tích là 20.2m2. Với diện tích này, ngoài chiếc ô tô, cả gia đình còn có thể đặt vào đây những phương tiện giao thông trong nhà. Tại cửa ra vào của các phương tiện thì chúng tôi đã thiết kế một cửa cuốn mỏng gọn nhưng chắc chắn, có thể điều khiển tự động dễ dàng. Lên đến khu vực lầu 1 thì tất cả diện tích được sử dụng để thiết kế 3 phòng ngủ và cụ thể là 3 phòng ngủ master có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Phòng ngủ số 1 là căn phòng được đầu tư nhất trong số 3 phòng ngủ, sở hữu một ban công riêng. Không gian ngủ nghỉ có diện tích vào khoảng hơn 20m2, nhà vệ sinh khép kín bên trong thì với diện tích 5.5m2 khá là rộng, với lavabo, toilet, vòi sen tắm đứng và bồn tắm, cùng với đó là một kệ để đồ. Đây cũng là căn phòng dành riêng cho gia chủ với view đẹp, không gian rộng rãi, thông thoáng và tiện nghi như thế này. Căn phòng này chắc chắn sẽ mang đến những giấc ngủ ngon, cũng như là mang đến những phút giây thư giãn tuyệt vời. Phòng ngủ số 2 có diện tích không gian ngủ nghỉ là 17.9m2, nhà vệ sinh khép kín là 3.3m2 và một ban công 1.3m2. Phòng ngủ số 3 thì có diện tích không gian ngủ nghỉ là 13m2 và nhà vệ sinh khép kín là 3.5m2. Với những căn phòng sở hữu nhà vệ sinh khép kín bên trong, quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều bởi mọi hoạt động sinh hoạt cơ bản đều có thể diễn ra bên trong căn phòng của mình, không phải đợi chờ, càng không phải mất thời gian để đi đâu xa xôi. Tiếp tục di chuyển lên khu vực lầu 2, nơi đây được dùng để bố trí một phòng tập thể dục thể thao với diện tích 13m2. Ngày nay, với tình hình dịch bệnh phức tạp đi kèm với nhiều biến đổi của khí hậu, thì con người ngày càng dễ mắc nhiều căn bệnh và độ tuổi lại ngày càng trẻ hóa. Thì việc sở hữu một phòng tập như thế này sẽ giúp chúng ta có thể nâng cao được sức khỏe, không cần tốn tiền và thời gian đến các phòng tập. Chúng tôi cũng không quên bố trí tại lầu 2 một nhà vệ sinh với một toilet và một lavabo. Với thiết kế này, khi cả gia đình hoặc là bạn bè có vui chơi sinh hoạt tại đây cũng không phải tốn thời gian và công sức di chuyển lên xuống giữa các tầng. Phần diện tích còn lại thì được dùng để chia thành hai khu vực sân trước và sân sau của ngôi nhà. Khu vực sân trước thì có diện tích 27m2. Theo yêu cầu của gia chủ, khu vực này được dùng làm nơi sinh hoạt ngoài trời. Thế nên chúng tôi đã đặt vào đây một bộ bàn ghế, bên trên là một hệ lam bê tông kết hợp với kính. Ôm lấy khoảng không gian sinh hoạt ngoài trời này là các vườn cây nơi gia chủ và các thành viên trong gia đình có thể thỏa sức điểm tô cho ngôi nhà của mình. Từ thiết kế này thì có thể thấy được là mái bằng có ưu điểm rất lớn trong việc tối ưu hóa diện tích sử dụng. Khu vực sân sau của ngôi nhà thì có diện tích là 35m2, rộng hơn một chút và chúng tôi đã thiết kế một phòng giặt và một bồn rửa. Chúng ta có thể tận dụng không gian này để giặt phơi và tổ chức những buổi tiệc nướng hoặc là khởi động trước khi tập luyện thể dục thể thao. Ngoài ra thì với không gian này, chúng ta cũng có thể chạy bộ hoặc là kê thêm vài chiếc ghế lười nằm để ngắm hoàng hôn thì cũng rất là tuyệt. Ngôi nhà có chiều cao từ cách 00 đến mái là 10.8m, chiều cao thông thủy tầng trệt là 3.9m, chiều cao thông thủy lầu 1 là 3.6m và chiều cao thông thủy lầu 2 là 3.3m. Nếu quý vị để ý thì đây đều là những con số chia hết cho 3, là những con số đẹp về mặt phong thủy, đồng thời nó cũng mang đến vẻ thẩm mỹ và sự thuận tiện khi bố trí đồ dùng nội thất, cầu thang, cửa, v.v.
Cụ thể, điện con nhà này có kích thước cỡ chính là 2500 x 2700mm nếu tính cả khuôn bao. Tuy nhiên, để biết được cụ thể kích thước này có đạt chuẩn phong thủy hay chưa, thì chúng ta cần nhờ đến sự hỗ trợ của thước lỗ ban. Đây là loại thước chuyên dụng, dùng để đo đạc trong xây dựng dương trạch, nhà cửa và âm trạch một phần. Trên thước thì sẽ có những cung tốt để mọi người có thể tham khảo và cung xấu nên tránh. Để tra cứu thước lỗ ban thì chúng ta nên lấy kích thước cửa trừ đi phần cố định. Với cửa chính ngôi nhà này, sau khi thực hiện phép tính thì chúng tôi có được kích thước thông thủy là 2380. Tiếp đó thì quý vị có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói.com và chọn một thước lỗ ban rồi nhập con số này vào. Từ kích thước trên thì chúng ta nhận được kết quả thuộc cung tiến bửu nằm trong khoảng dân lộc tốt. Tài khoản này thì có ý nghĩa là gia chủ luôn gặp sung túc phúc lộc, nghề nghiệp luôn phát triển, năng tài đắc lợi, con cái thông minh hiếu thảo. Có thể thấy đây là một kích thước đẹp mà quý vị có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình. Sau đây, Ánh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Markham cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Đăng tại Đồng Nai. Một mẫu nhà mái bằng với một trệt và hai lầu mang đậm chất hiện đại. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích cái thiết kế của Markham, có nhu cầu thiết kế, thi công, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn chính xác nhất, cụ thể nhất đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty. Đây đều là những số có Zalo, những quý vị nào đang ở nước ngoài cũng có thể liên hệ. Với quy trình làm việc rõ ràng, minh bạch, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm khi ký hợp đồng từ xa. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang triển khai rất là nhiều những chương trình ưu đãi như là miễn phí 100%, chi phí thiết kế và tặng xe SH125i phiên bản năm 2021 cho những khách hàng ký hợp đồng thi công trọn gói. Bên cạnh đó, những khách hàng đặt cọc sớm trước 3 tháng cũng sẽ nhận được chiết khấu từ 3 đến 8% giá trị hợp đồng công trình, bên cạnh rất là nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.